thầy xin kính chào các em đã quay trở lại kênh YouTube của thầy à, trong chương trình hướng dẫn môn toán lớp 4 trong sách giáo khoa hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài luyện tập ở trang 134 sách giáo khoa toán lớp 4 à, nếu các em chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ thầy nhé à, bây giờ thầy mời các em bước vào bài hướng dẫn à, chúng ta vào bài tập 1a à, với yêu cầu là viết tiếp vào chỗ chấm à, có nhận xét như sau 3 phần 2 nhân với 4 phần 5 à, bằng bao nhiêu và 4 phần 5 nhân với 3 phần 2 à, và có kết quả bao nhiêu à, Đây là à, phép nhân hai phân số thì chúng ta sẽ lấy tử số nhân với tử số và lấy mẫu số nhân với mẫu số à, Ở phần thứ nhất 3 phần 2 nhân với 4 phần 5 à, ta có tử số 3 nhân với tử số 4 à, được 12 ở dưới mẫu số là 2 nhân 5 bằng 10 à được 12/10. 12/10 thầy rút gọn à thầy chia cho 2. À 12 chia 2 được 6 và 10 chia 2 được 5 thì được 6/5. À, tiếp theo à, 4/5 nhân với 3/2. À thầy lấy 3 nhân thầy lấy 4 nhân 3 cũng bằng 12 và 5 nhân 2 cũng bằng 10, à, 12/10. Thầy rút gọn thầy cũng chia cho à, tử số à, mẫu số thì chia cho 2 thì được là 6/5. À, vậy chúng ta thấy à, rõ ràng 3 phần 2 nhân 4 phần 5 bằng 6 phần 5 4 phần 5 nhân 3 phần 2 cũng bằng 6 phần 5 thì rõ ràng hai cái à, kết quả này có giá trị bằng nhau nên 3 phần 2 nhân 4 phần 5 bằng 4 phần 5 nhân 3 phần 2 à, ở phép tính này chúng ta chỉ đổi vị trí của 3 phần 2 và 4 phần 5 thôi ha thì chúng ta thấy à, tính chất giao hoán của phép nhân khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích không thay đổi à, Tiếp theo nhận xét à, Tích của 1 phần 3 với 2 phần 5 à, Nhân cho 3 phần 4 Sẽ bằng à, Ở đây có Chúng ta sẽ thực hiện trong hoạt đơn trước à, 1 x 2 là 2 3 x 5 15 Sẽ được 2 phần 15 à, Nhân ở bên ngoài là nhân 3 phần 4 à, Lúc này ta có 2 x 3 là 6 15 x 4 sẽ bằng 60 Và À, 6 phần 60 à, rút gọn chia cả tử số và mẫu số cho 6 thì được là 1 phần 10 à, tiếp theo thầy à, sẽ lấy số thứ nhất nhân với tích số thứ hai và số thứ ba thì à, trong tích số thứ hai và số thứ ba 2 x 3 là 6 à, 5 x 4 bằng 20 à, nhân với số thứ nhất là 1 phần 3 à, 1 phần 3 nhân cho 6 phần 20 1 x 6 bằng 6 20 x 3 sẽ bằng 60 à, được 6 phần 60 rút gọn cũng chia tử số mẫu số cho 6 thì được 1 phần 10 à, như vậy tích của số thứ nhất nhân với số thứ hai xin lỗi tích số thứ nhất và số thứ hai nhân với số thứ ba à, sẽ bằng số thứ nhất nhân với tích số thứ hai và số thứ ba à, đây là tính chất kết hợp của phép nhân à, khi nhân một tích hai phân số với số thứ ba ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của hai phân số thứ hai và thứ ba Yeah. À thầy có nhận xét tiếp theo. À đây là một tổng nhân với à một số. À thì chúng ta có các cái tính như sau, à, chúng ta sẽ thực hiện tổng, sau đó chúng ta sẽ nhân với à, số à, 3/4. À tổng này thầy có à, 1/5 cộng 2/5, đây là cộng hai phân số cùng mẫu số. Thì chúng ta sẽ giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số với nhau. 1 cộng 2 là 3 thì được 3/5. 3 phần 5 nhân 3 phần 4 thì lấy tử số nhân tử số mẫu số nhân mẫu số thì thầy được là 9 phần 20 à, cái thứ hai thì thầy sẽ à, nhân à, số này với từng số hạng của tổng à, nhân số 3 phần 4 với từng số hạng của tổng à, thì 3 phần 4 nhân 1 phần 5 cộng 3 phần 4 nhân 2 phần 5 à, lúc này thầy sẽ thực hiện tính từng cái tích sau đó cộng hai tích lại với nhau à, 1, 1 x 3 là 3 5 x 4 bằng 20 à, Sẽ bằng 3 phần 20 à, Tổng kích tích thứ hai là 2 x 3 bằng 6 5 x 4 bằng 20 6 phần 20 à, Lúc này cộng 2 phân số cùng mẫu số à, thì thầy, thầy lấy 3 cộng 6 bằng 9 Và giữ nguyên mẫu số là 20 Thầy cũng được 9 phần 20 à, Như vậy à, tổng của 1 phần 5 và 2 phần 5 nhân cho 3 phần 4 à, Sẽ bằng với 1/5 tích của 1/5 nhân với 3/4 à, cộng với tích của 2/5 nhân 3/4. À, khi nhân một số 2 à, khi nhân một tổng hai phân số với à, phân số thứ ba à, ta có thể nhân à, từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả lại. À, qua phần A e, à, các nhận xét về tính chất kết hợp, tính chất giao hoán À, tính chất à, một phân số nhân với một tổng à, thì chúng ta sẽ vào câu B à, tính bằng hai cách. À, chúng ta có 3 câu. À, chúng ta sẽ đi giải quyết từng câu. Chúng ta sẽ đi giải quyết từng câu. câu thứ nhất. <laughs> 3/22 nhân 3/11 nhân cho 22. À thầy đi tính cách thứ nhất. À, cách thứ nhất thầy sẽ à, thực hiện tích của số thứ nhất, phân số thứ nhất và phân số à, thứ hai. Rồi nhân cho phân cho số 22 à, Thầy thực hiện tích phân số thứ nhất và phân số thứ hai à, lúc này thầy có 3 x 3 và 22 x 11 nhân cho 22 à, 3 x 3 ở trên tử số mẫu số là 22 x 11 và nhân cho số 22 à, lúc này thầy có 3 x 3 là 9 nhân cho 22 22 chính là 22/1 à, thì có 9 x 22 ở dưới mẫu là 22 x 11 À lúc này thầy sẽ bỏ số 22, thầy gạch bỏ đi số 22 trên tử số và bỏ đi số 22 dưới mẫu số thì thầy còn lại 9/11. À đây là cách thứ nhất. À cách thứ hai, thầy sẽ đi tính tích của phân số thứ nhất và số thứ 3 là số 22 sẽ đi tính tích phân số thứ nhất là 3/22 này. À nhân cho 22 rồi sau đó nhân cho 3/11. À lúc này thầy đi tính tích của phân số thứ nhất và số thứ ba. À thầy được là 3 nhân cho 22 và ở dưới mẫu số làm 2 nhân cho 3/11. À lúc này thầy sẽ bỏ đi số 22 trên tử và bỏ đi số 22 dưới mẫu. Thầy còn lại là 3 nhân 3 và ở dưới mẫu số là 1 nhân cho 11. À thì 3 nhân 3 là 9, 1 nhân 11 cũng được là 11, thầy cũng được 9/11. À thầy xong câu thứ nhất. À câu thứ hai. 1 phần 2 cộng 1 phần 3 nhân cho 2 phần 5 Thì cách thứ nhất thầy sẽ đi tính tổng của 1 phần 2 và 1 phần 3 à, Ra kết quả thầy nhân cho 2 phần 5 à, 1 phần 2 cộng 1 phần 3 à, Thầy lấy mẫu số chung là 6 à, thì, thì được là 3 phần 6 cộng 2 phần 6 3 phần 6 cộng 2 phần 6 Thầy được là 5 phần 6 5 phần 6 nhân cho 2 phần 5 à, lúc này chúng ta sẽ thực hiện tử số nhân tử số mẫu số nhân mẫu số à, 2 5 x 2 là 10 6 x 5 là 30 thì được là 10 phần 30 Ở rút gọn thầy chia cho 10 thì được là 1 phần 3 đó là cách thứ nhất cách thứ hai à, thì thầy sẽ lấy à, phân số 2 phần 5 thầy nhân cho từng số hạng của tổng à, thầy được là 1 phần 2 x 2 phần 5 cộng 1 phần 3 x 2 phần 5 à, sau đó thầy thầy sẽ đi tính từng cái tích à, sau đó thầy cộng kết quả của hai tích lại với nhau à, 1 phần 2 nhân 2 phần 5 thì được là 2 phần 10 1 phần 3 à, nhân 2 phần 5 thì được là 2 phần 15 à, 2 phần 10 cộng 2 phần 15 thì thầy có mẫu số chung là 150 à, 150 Thầy quy đồng lấy mẫu số chung là 150 thầy có à, 30 cộng với 20 thì được 50. À phần 150, là thầy rút gọn thầy chia cho 50 thì được là 1/3. Đó là cách thứ hai của câu thứ hai. À chúng ta sang câu thứ ba, câu cuối cùng trong bài tập 1. 3/5 nhân 17/21 cộng 17/21 nhân 2/5. Cách thứ nhất là thầy sẽ đi tính từng tích. À từng tích Thầy có hai tích tích thứ nhất là 3 phần 5 nhân cho 17 phần 21 tích thứ hai là 17 phần 21 nhân 2 phần 5 sau đó thì cộng kết quả hai tích lại với nhau à, à, nhân hai tích thì có 5 3 phần 5 nhân cho 17 phần 21 thì được 51 phần trăm lên 5 tích thứ hai 17 nhân 2 là 34 21 nhân 5 được trăm lên 5 lúc này thầy sẽ cộng hai phân số cùng mẫu số à, Thầy giữ nguyên mẫu số 105 thì lấy 51 cộng 34 thì được là 85 phần 105 à, và thầy rút gọn được 17 phần 21 đó là cách thứ nhất à, cách thứ hai à, thì nhìn vào cái à, hai cái tích này thầy thấy là số 17 phần 21 lặp lại ha, 17 phần 21 được lặp lại thì thầy sẽ đem 17 phần 21 này ra ngoài à, bên trong sẽ còn cái tổng là 3 phần 5 cộng 2 phần 5 ha, thì đem 17 phần 21 ra bên ngoài Dấu nhân thì đặt lại bên trong còn tổng 3/5 cộng 2/5. Lúc này thầy sẽ đi tính tổng này trước. 3/5 cộng 2/5 sẽ được là 5/5. Phần 5/5 phần chính là 1. Thầy lấy 17/21 nhân 1 sẽ bằng 17/21. xong cách thứ hai. Chúng ta sang bài tập số 2. với nội dung bài tập, yêu cầu bài tập như sau, đề bài như sau. tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4 phần 5 m và chiều rộng 2 phần 3 mét. Để à, thực hiện được bài toán này thì chúng ta phải nhớ lại cách tính chu vi hình chữ nhật. À, muốn tính chu vi hình chữ nhật à, thì chúng ta sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân cho 2. À, ở bài toán này người ta đã cho sẵn mình chiều dài là 4 phần 5 m rồi và chiều rộng là 2 phần 3 m rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính chu vi của hình chữ nhật đó bằng cách là lấy 4 phần 5 cộng 2 phần 3 và nhân cho 2. À, chu vi hình chữ nhật là 4 phần 5 cộng 2 phần 3 nhân 2. À, lúc này chúng ta chọn à, cộng hai phân số này à, thì được là mẫu số chung là 15. À, thì thì được là 12 phần 15 cộng cho 10 phần 15. là 12 phần 15 cộng 10 phần 15 à, thì được là 22 phần 15. 22 phần 15 nhân cho 2, 22 nhân 2 là 44. 15 nhân 1 là 15. À được 44 phần 15 và đơn vị là mét. À đáp số 44 phần 15 m. Chúng ta chuyển sang bài tập 3. Bài tập 3 với à nội dung bài tập đề bài như sau. may một chiếc túi hết 2/3 mét vải. Hỏi mai 3 chiếc túi như thế hết mấy mét vải? à, người ta cho mình biết là mai một chiếc túi là 2 phần 3 mét vải hỏi 3 chiếc túi như thế thì hết bao nhiêu mét vải à, đối với bài này thì chúng ta sẽ thực hiện phép nhân 1 à, một túi là 2 phần 3 mét vải 3 túi thì chúng ta sẽ lấy 2 phần 3 nhân cho 3 à, và lời giải của chúng ta là may 3 chiếc túi như thế hết số vải là chúng ta lấy 2 phần 3 nhân cho 3 2 nhân 3 được 6 và mẫu số là 3 6 phần 3 có nghĩa là 6 chia 3 6 chia 3 thì được 2 và đơn vị là mét. đáp số 2 mét vải. bài hướng dẫn của thầy đến đây là kết thúc thì đã cảm ơn các em đã quan tâm và theo dõi. Thầy chúc các em chăm ngoan học giỏi. nếu các em chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ thầy. và chia sẻ giúp thầy nhé. Thầy hẹn gặp lại các em trong những bài hướng dẫn lần sau của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại.